ẩn mình dưới dạng ứng dụng chat, hãng bảo mật Chen Micro cảnh báo người dùng Android có thể nhiễm phần mềm gián điệp khi truy cập vào trang web giả mạo Google. Thực tế phần mềm độc hại có chức năng gián điệp này đã được phát hiện trước đây, nhưng lần này kẻ tấn công giấu chúng dưới dạng ứng dụng chat lây nhiễm thiết bị Android. Các nhà nghiên cứu bảo mật Chen Micro cho biết, chiến dịch lây nhiễm được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2019. Thời điểm đó, trang web giả mạo tên miền Google đã cố phát tán phần mềm độc hại CanLer Spy vào thiết bị Android. Ngay sau khi bị phát hiện, trang web trên đã không còn xuất hiện. Có thể kẻ tấn công không muốn gây chú ý và đợi tới lúc thích hợp mới phát tán tấn công. Và nay chính là thời điểm thích hợp đó. Chen Micro phát hiện ứng dụng chat pack app lây nhiễm mã độc ẩn danh Canler Spy trên thiết bị Android. Một lần nữa, kẻ tấn công lại dựa vào website sử dụng tên miền Google giả mạo, thêm chữ O ở phần địa chỉ URL, để phát tán phần mềm độc hại. Khi ứng dụng cài đặt vào thiết bị Android, Canler Spy ngay lập tức kết nối tới máy chủ CC và bắt đầu thu thập bản ghi cuộc gọi, tệp tin, tin nhắn tết và chụp ảnh màn hình. Hãng bảo mật có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản tin rằng đây chỉ là giai đoạn đầu của chiến dịch gián điệp mạng, hiện chưa rõ mục đích hướng tới của kẻ tấn công là gì, chưa có nạn nhân nào được công bố. Chen Micro khuyến cáo người dùng không nên cài đặt ứng dụng từ các nguồn thiếu tin cậy và luôn kiểm tra đường dẫn URL trước khi tải về dữ liệu.